Anh đang có mặt tại thảm đỏ của Vietnam International Fashion Week. Hôm nay là ngày thứ hai rồi mà không khí ở đây thật là nhộn nhịp. Không khí rất là thời trang. Ai cũng mặc đồ rất là chất và fashion. Hôm nay thì mình được biết là có hai nhà thiết kế nước ngoài. Một là Nina, là nhà thiết kế của Anh. Và chương trình sau thì sẽ có nhà thiết kế của Thái Lan. Một sự sẽ pha trộn màu sắc, nhiều chủng tộc, nhiều cái tư tưởng, cái tinh thần trong thời gian. Mình rất là háo hức trong đêm diễn ngày hôm nay. Tôi đang thấy không khí thực sự rất là sôi động và rất là hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ bộ sưu tập của Canifa. Mẹ Haley đến để ủng hộ chị Thủy DJ ha. Haley mong chị Thủy sẽ có một buổi diễn tuyệt vời. Ngày hôm nay thì Hoàng Oanh ủng hộ cho nhà thiết kế Quang Nhật. Hy vọng là mọi người cũng sẽ thích nhà thiết kế Quang Nhật giống như Hoàng Oanh. Mai đang diện trên mình một trong những mẫu mới nhất của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà. Yến Trang bánh như cổ vũ cho tất cả nhà thiết kế Việt Nam, nhưng nhiều nhất đó chính là cổ vũ cho Quang Nhật. Hôm nay Hằng xuất hiện với một cái vai trò khách mời tham gia xem show của chị Thủy Nguyễn. Năm ngoái thì chị đã có bộ sưu tập và lúng liếng rất là thành công, và hy vọng rằng bộ sưu tập mới này của chị sẽ rất là nhiều ủng hộ hơn cả năm ngoái nữa. I love Vietnam International Fashion Week 2016. Nếu như mùa thứ nhất và mùa thứ hai không khí của hậu trường sẽ tấp nập hơn rất là nhiều, thì mùa thứ ba không khí của hậu trường có vẻ im ắng hơn. Điều đó không có nghĩa là mùa thứ ba kém hấp dẫn hơn, mà không khí im ắng này thể hiện được sự chuyên nghiệp ở mức độ cao của tất cả thành viên có mặt trong hậu trường.